bạn đã quay lại với kênh Lò Mọ. Hôm nay rảnh rỗi thì mình lại vẽ việc ra làm. Hôm nay mình sẽ chế một cái đèn hắt ở dưới gương cho cái xe Hyundai Sonata này, mà mình sẽ đấu nó ăn với cái đèn trần để khi mà mở cửa bấm unlock thì nó sẽ sáng theo cái đèn trần, thì nổ máy thứ nó cũng tắt theo đèn trần, và quan trọng là nó có thêm chế độ dim. Độ thêm cái đèn này trên gương thì nó sẽ khi mà trời tối, ở những chỗ tối mình lock cửa thứ thì nó sẽ sáng hơn, nó soi cho mình cái lối mình vào. Hai nữa là nó sẽ mang thêm cái tính chất là trang trí cho nó đẹp. Hai cái đèn này thì mình mua ở bên Trung Quốc thôi, giá nó tầm khoảng độ 300-400 thì nó cũng rẻ. Nó quan trọng là nó chịu được nước vì mình lắp ở ngoài gương IP67 chịu được nước. Để thi công lắp được cái đèn này thì mình phải một lần phải tháo cái tắp bi cửa, hai cửa, cửa bên lái và cửa bên phụ, và hai nữa là mình tháo cả cái củ gương này. Rồi bây giờ mình bắt đầu thi công nhé. Việc đầu tiên mình phải tháo cái mặt gương này ra. Cái này các bạn thao tác phải nhẹ nhàng, không là nó gãy, nó vỡ mất cái mặt gương. Gương này của mình là trước mình có độ thêm hai cái sấy gương này, rút cái giác của sấy gương này. Bước tiếp theo thì mình sẽ phải tháo cái tắp bi ra. Bước này chắc là nhiều bạn biết rồi. Tiếp đến thì mình sẽ tháo cả cái củ gương này ra. Các bạn rút cái giác này ra trước nhá. Và tháo ba con ốc này ra. Nhà mình nó hơi gần đường các bạn, hơi ồn chút. Đây, và các bạn tháo cái củ gương ra như này. Tiếp theo mình sẽ tháo cái mặt dưỡng này ra. Đúng rồi, phần mặt nhựa này. Tháo 5 cái con ốc, 6 con ốc này ra. Đây là bên trong của cái gương nhé. Bây giờ mình sẽ khoan để lắp cái đèn ở cái vị trí này. Đúng vị trí này. Đấy, các bạn để ý là trong cái khoảng bên trong khi mà mình định lắp cái đèn ấy thì nó phải trống nhá, và nó không vướng vào bất cứ một cái gì cả. Tại vì khi các bạn để ý là khi cái gương này nó cụp vào nó sẽ chuyển động. Đấy, nó chuyển động thì các bạn cố gắng làm sao mà để cho nó cái phần đèn này nó không vướng vào cái hệ chuyển động của cái gương. À, mình sẽ lắp vào vị trí này. Đấy, mình sẽ quét ở cái vị trí này. Mình đánh dấu á. Cái lỗ quét của cái đèn này là 26. Ok,
kèm theo cái bộ đèn này, nhà sản xuất có đưa cho mình một cái đầu quan để khoét lỗ ấy. Nhưng hôm nay mình lại vứt nó ở đâu ấy, không tìm thấy. Thì mình sẽ dùng tạm cái mũi nón này. Ở đây nó quét lên tận đến phi 32 cơ. Đây mình sẽ quét đến 26. Rồi mình đã quét xong rồi. Lỗ 26, phi 26 nhé. Bây giờ lắp đèn vào thôi. Vừa khít luôn. Nhìn mặt nghiêng này nó không bị lồi ra. Chứ nhiều bạn lắp lồi ra thì nó xấu lắm. Đây, bên trong này sẽ không vướng bất cứ một cái gì cả. Giờ mình sẽ luồn cái dây điện nó ra đầu này thôi. Cái này chắc mình phải dùng một cái dây mồi. Đây mình dùng một cái lằn nhựa làm cái dây mồi xuyên qua cái lỗ này. Đấy, để luồn cái dây vào đây. Sau đó sẽ buộc cái dây này và rút ra thôi. Rồi ra một đầu, bây giờ luồn từ đây ra cái cụm rắc này nữa là xong. Xong rồi, luồn ra đây rồi. Còn phần còn lại này sẽ luồn xuống dưới tab bi của cửa. Xong rồi, bây giờ mình lắp vào thôi. Tiếp theo cái bước khó nhất là chúng ta làm sao mà luồn được cái dây này qua cái cánh cửa này để vào bên trong. Vào bên trong để đấu vào cùng với cả cái đèn trần. Bước này là bước khó nhất. Đây, để luồn được vào cái ống cao su này. Rất là khoai đấy. Nó lại xoắn ruột gà, nó không thẳng nữa. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái dây luồn để mình mồi trước, luồn vào đây. Để nó thò ra đầu này. Đây các bạn, bước khó nhất là mình đã luồn được rồi. Đây, mình luồn được cái dây vào đây. Từ trong cái khoang này để ra cái phần để ruột gà đây. Đấy,
bước này cũng khó đấy. Còn một cái bước khó hơn nữa đó là luồn từ đây vào bên trong này. Đấy thì được cái bước này rồi. Luồn qua cái này nó hơi khoa các bạn, vì ở chỗ này nó là cái rắc đóng kín rồi, không thể nào mà luồn qua được. Đâm ra mình phải chọn cái phương án là đi theo kiểu này, hơi nông dân một chút. Nhưng mà mình sẽ đảm bảo an toàn cho nó bằng cách là mình sẽ bọc thêm một cái lớp chống cháy đấy, cái ghen chống cháy. May ở đây nó có một cái lỗ lõm mà mình đặt luôn đấy. Nhìn nó hơi nông dân một chút nhưng mà không thể nào đi được vào kia. Đi được vào trong cái bó dây kia thì chuẩn quá, không còn gì để nói nữa. Nhưng mà không đi được thì mình phải chọn phương án này thôi. Đấy, đóng cửa vẫn kín. Cái chỗ dây này sẽ không ảnh hưởng, tại vì đa phần cái chỗ này là bằng cao su hết này. Đấy, cái mặt cánh này là ép vào bằng cao su chứ không phải sắt với sắt. Nó không bị làm cho dây nó dập, nó chỉ gập như này thôi. Còn cái phần chỗ gập này thì nó bọc bằng cao su rồi. Và mình cũng cho thêm một cái ghen chống cháy đây cho nó an toàn, đảm bảo khi mà nó cũng bị nứt dây thì nó cũng không chạm được vào khung xe. Rồi đấy, mình luồn hai cái dây ra đây rồi. Dây đỏ với dây đen là dây dương với dây âm đây rồi. Ở cái cánh bên phụ kia thì mình cũng làm tương tự nhá. Mình sẽ không quay video cái cánh bên đấy nữa để cho đỡ mất thời gian. Rồi mình sẽ lắp cái mặt gương vào thôi. Xong rồi các bạn ạ, đã mất cả buổi sáng để đi được cái dây này. Đây, hai cái dây này là của cái đèn ở bên gương bên phụ này. Còn dây đỏ với dây đen này là bên gương bên lái. Đây, mình có đấu vào một cái rắc. Cái rắc này ngày xưa mình có chế cái đèn gầm ghế này. Đấy, mình có để một cái hấp. Hấp thì nó có thể cắm được cái rắc này vào này. Bây giờ mình kiếm được cái rác này nữa, cắm luôn vào cái đấy thì nó sẽ ăn theo cái hệ đèn đèn gầm và hệ đèn đèn của trần xe này. Đèn của trần xe, tất cả ba cái hệ này sẽ ăn với nhau, đèn trần này, đèn gầm ghế này, rồi bây giờ đến đèn hai cái đèn hắt của cái gương. Ba cái đèn này nữa sẽ ăn chung một lỗ. Khi mà đóng cửa nó sẽ tự nó tắt, mà khi tắt nó có dim luôn nhé. Thì giờ cái đèn gương ở ngoài nó cũng dim luôn. Và khi ăn nóc cái thì nó sẽ sáng. Và khi mình nổ máy thì nó sẽ tắt đi. Đấy, nó ăn theo cái đèn trần nó như thế nào thì cái đèn gương này nó sẽ như thế. Đây. Đấy, clip mà mình chế cái đèn gầm này này thì mình có các bạn tham khảo ở clip trước nhé. Mình có chế cái này rồi. À, có cái hấp chờ ở đây, cái hấp đấy thì vẫn còn cổng. Hôm nay mình đấu chế cái đèn hắt gương này thì mình cắm luôn cái rắc đây vào, để đỡ phải chế thêm gì nữa. Đã xong rồi. Rồi mình chui xuống gầm thì mình mới cắm được vào cái rắc ở đây. Không quay được nhé. Rồi, mình đấu xong rồi, như vậy là hoàn tất rồi. Đây, đèn gầm này nó sẽ ăn với cả đèn trần. Đấy. Và bây giờ sẽ là đèn gương. Đấy, hơi sáng một chút, đây các bạn nhìn thấy. Đấy. Ba đèn đấy nó sẽ ăn với nhau.
Thì vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách để chế cái đèn hắt ở gương cho cái xe. Thể là xe của mình là xe Hyundai Sonata. Nói chung là mất cả một buổi sáng. Nhiều lúc mình nản muốn bỏ cuộc ấy. Đối với những bạn nào mà không kiên trì chắc là bỏ cuộc. Khó nhất là cái việc mà nó có luồn cái dây từ cái cánh vào bên trong cabin. Mình cũng đã thử luồn nhưng mà không được, nên là mình đi ở ngoài trông nó hơi xấu một chút, nhưng mà theo mình thì mình chấp nhận được, bởi vì là bản thân cái rắc điện từ cánh vào cái thân xe nó đóng kín rồi, mình không thể nào mà thao tác được. Đấy, đâm ra mình phải làm cái phương án này thôi. Như mình đã nói ở đầu video thì ngoài cái chức năng nó làm sáng khi mà mình mở cửa lên xe thì nó còn thêm cái tính năng để trang trí nữa cho nó đẹp. Chi phí của nó hết khoảng độ 400.000, mình mua bên Trung Quốc cái đèn này. Nếu các bạn thấy video của mình bổ ích thì hãy cho mình một like nhé. Nhớ đăng ký kênh của mình để được xem những video mới hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.